Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hòa Bình với những nội dung chính sau đây. Khai mạc kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Hiểm họa cháy nổ tại nhiều nhà tập thể cũ. Hy Lạp và Italia thực hiện các động thái để giảm sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 5, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức kỳ họp thứ 6, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì kỳ họp. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, tham dự kỳ họp. Trong những tháng đầu năm 2022, tỉnh Hòa Bình tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tỉnh Hòa Bình đã bước qua đỉnh dịch, số ca mắc giảm mạnh, các hoạt động khôi phục và phát triển kinh tế xã hội được đẩy mạnh. Tốc độ tăng trưởng GRDP quý 1 đạt 3,17%, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.594 tỷ đồng, bằng 25% so với nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh, tăng 59% so với cùng kỳ năm trước. Tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét thông qua 16 dự thảo nghị quyết do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình, trong đó có việc thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng năm 2022, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công, xem xét và quyết định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Các nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Xem xét và quyết định về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án đầu tư. Qua kết quả thẩm tra các dự thảo nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định, đây là những nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có tác động lớn đến cơ chế chính sách, môi trường đầu tư và đời sống của nhân dân, phù hợp với quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong đó, các dự án được chuyển đổi mục đích sử dụng rừng phải là các dự án phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng và đảm bảo sinh kế cho người dân tại nơi có rừng được phê duyệt chủ trương chuyển đổi và cho ý kiến về hồ sơ dự án. Căn cứ pháp lý, sự cần thiết cấp bách của từng dự án, sự phù hợp của dự án đối với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn hiện nay. Về đối tượng thực hiện dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán Quỹ Bảo hiểm Y tế, báo cáo thẩm tra đề nghị cần nêu cụ thể, rõ ràng, bao gồm người chưa tham gia bảo hiểm y tế, người có thẻ bảo hiểm y tế nhưng thực hiện dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2, mức giá dịch vụ xét nghiệm lấy bằng mức giá tối đa Bộ Y tế quy định. Tại hội nghị, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thống nhất biểu quyết thông qua 16 nghị quyết kỳ họp. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đây là các nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, cấp thiết, là căn cứ cơ sở pháp lý để kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị, ngay sau kỳ họp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp các ngành theo chức năng nhiệm vụ, tập trung tổ chức triển khai, thực hiện khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để các nghị quyết của kỳ họp sớm đi vào cuộc sống. Hội đồng Nhân dân tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết, thông tin đến cử tri kết quả của kỳ họp. Thưa quý vị đại biểu, trong bối cảnh nền kinh tế cả nước đang phục hồi nhanh sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, quý 1 GDP năm 2022 ước tính tăng trưởng cả nước là 5,03%, trong khi tỉnh ta vẫn chưa sẵn sàng với nhịp độ phát triển chung, GDP quý 1 năm 2022 của tỉnh mới chỉ tăng 3,17% so với cùng kỳ năm trước. Việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới là hết sức nặng nề, đòi sự nỗ lực, quyết tâm hơn nữa của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh. Vì vậy, Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành bám sát mục tiêu tăng trưởng, tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, quyết liệt hơn nữa trong công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện đồng bộ các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, phục hồi phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới để phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đề ra trong năm 2022.
góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 nhiệm kỳ 2020-2025. Thưa các vị đại biểu, thưa cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 đã thành công tốt đẹp. Với kết quả tốt đẹp của kỳ họp, xin chúc các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17. Xin trân trọng cảm ơn. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác. Ngày 4 tháng 5, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố Hòa Bình đã tổ chức trao căn nhà chữ thập đỏ có tổng trị giá là 94,7 triệu đồng cho hộ gia đình bà Trần Thị Thư ở tổ 9, phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình. Hộ gia đình bà Thư là hộ nghèo lâu năm, neo đơn, các con lấy chồng xa và có hoàn cảnh khó khăn. Chính quyền địa phương và Hội Chữ thập đỏ các cấp đã hỗ trợ tiền và ngày công xây dựng nhà chữ thập đỏ và mua sắm vật dụng cần thiết để trao tặng bà Thư, giúp bà có nơi ở an toàn và ổn định lúc tuổi già. Đây là hoạt động ý nghĩa mở đầu tháng hành động vì người nghèo năm 2022 của Hội Chữ thập đỏ các cấp nhằm lan tỏa nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo nguồn lực giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người bị thiệt hại do dịch bệnh thiên tai với khẩu hiệu gắn kết cộng đồng, lan tỏa hành động nhân ái. 4 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh đạt gần 396 triệu USD, tăng gần 10% so với cùng kỳ, đạt trên 27% kế hoạch năm. Đạt được kết quả trên, các ngành chức năng của tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế, tăng cường các biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã về định hướng và đẩy mạnh xuất khẩu, nâng cao chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, các ngành chức năng của tỉnh đã cung cấp thông tin và hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã về các vấn đề liên quan tới thị trường xuất nhập khẩu, thuế quan, hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, trình tự thủ tục xuất khẩu hàng hóa. Cùng với đó, các doanh nghiệp xuất khẩu đã chủ động thích ứng linh hoạt, vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và gia tăng năng lực cạnh tranh. Sau 4 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, không có tình trạng ùn tắc giao thông, đua xe trái phép. Toàn tỉnh đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, làm 3 người chết và 2 người bị thương, tăng 1 vụ và tăng 3 người chết, tăng 1 người bị thương so với cùng kỳ nghỉ lễ năm 2021. Nguyên nhân chủ yếu là do vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông và chạy xe quá tốc độ quy định. Các lực lượng chức năng đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị để tuần tra kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Trong đó đã xử lý 142 trường hợp vi phạm các lỗi như đi không đúng phần đường làn đường, điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, vi phạm các quy định về an toàn kỹ thuật phương tiện, tập trung tuần tra kiểm soát ở các địa bàn trọng điểm vào thời gian cao điểm. Theo số liệu thống kê tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, số ca nhập viện cấp cứu trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay tăng 30% so với cùng kỳ năm trước, với tổng số lượt bệnh nhân đến khám gần 400 người. Trong đó, hơn 100 bệnh nhân nhập viện điều trị do chấn thương, tiếp nhận hơn 250 bệnh nhân vào viện điều trị, 47 ca tai nạn giao thông. Các ca cấp cứu chủ yếu là do tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt và bệnh cấp tính như đột quỵ, tim mạch, viêm cầu thận cấp. Trong những ngày nghỉ lễ, công tác chuẩn bị đón tiếp, cấp cứu và điều trị bệnh nhân đã được các đơn vị chuẩn bị nghiêm túc, dự trù đầy đủ thuốc, vật tư y tế tiêu hao, đảm bảo phục vụ bệnh nhân, thực hiện trực đường dây nóng 24/24 giờ để sẵn sàng chỉ đạo, phối hợp chi viện ứng cứu trong trường hợp cần thiết, như các diễn biến bất thường về cấp cứu, tai nạn hàng loạt, tai nạn giao thông nghiêm trọng. Toàn tỉnh hiện có 8 nhà máy sản xuất nước sạch do Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình đầu tư xây dựng và quản lý. Từ năm 2020 đến nay, công ty đã thực hiện nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các nhà máy sản xuất nước sạch, các tuyến ống hư hỏng, cũ nát với tổng số tiền là trên 132 tỷ đồng. Riêng hai trạm cấp nước bờ phải và bờ trái sông Đà của thành phố Hòa Bình đã được nâng cấp công suất thiết kế và đầu tư thêm 2 dây chuyền sản xuất nước sạch từ 12.000 lên 18.000 mét khối trên một ngày đêm với số tiền là gần 30 tỷ đồng. Do vậy, tổng công suất nguồn cấp nước hiện nay bảo đảm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho người dân và dự trữ cho phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, mạng lưới cấp nước cho khu vực nông thôn cũng dần được mở rộng, thay thế nguồn nước kém chất lượng. Phần tiếp theo của chương trình thời sự hôm nay, hiểm họa cháy nổ tại nhiều nhà tập thể cũ.
huyện Kim Bôi chủ động phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tăng thêm diện tích sinh hoạt cho gia đình hoặc để đảm bảo an ninh, nhiều khu tập thể cũ trên địa bàn tỉnh, thậm chí cả nhà riêng đều làm chuồng cọp. Điều này dẫn đến việc khi những vụ hỏa hoạn xảy ra, lối thoát đã bị bịt kín, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Phản ánh của phóng viên thời sự. Khoảng 21 giờ ngày 7 tháng 4 năm 2022, một căn nhà thuộc khu tập thể A2 tổ 13 phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình đã xảy ra cháy lớn. Nguyên nhân được xác định là do chập điện. Thời gian xảy ra cháy không có ai ở nhà. Đây là hộ gia đình đến đây thuê để ở. Sau khi xảy ra cháy, người thuê nhà đã chuyển đến nơi khác. Vụ cháy không gây thương vong về người. Tuy nhiên, căn nhà này bị cháy đen, nhiều tài sản vật dụng trong căn nhà bị thiêu rụi. Trong quá trình chữa cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn do phía trước gia đình đã cơi nới làm chuồng cọp. Được biết trước đây, cũng tại tổ 13 này đã xảy ra 2 vụ cháy nhà dân. Lúc ấy là nhà này là đóng cửa, tôi không ấy, và bên kia thì nhà thôi, thì các cháu nó đi làm hết. Thì tôi ngủ, tôi thấy ầm ầm đập cửa đây. Tôi ra thì tôi thấy tình hình thế, tôi phải ra ngoài kia luôn, thì bắt đầu là gọi công an cứu hỏa đến để vào dập. Chứ còn chúng tôi lúc ấy là bất lực thôi, chả biết thì điện đóm thì tắt hết. Bây giờ cũng phải mở cái lỗ thoát hiểm, nhưng mà nói thật là bà Xuân trưởng thôn, trưởng xóm đi cũng hô hào là làm lối thoát hiểm, nhưng mà vì cái tình hình dịch Covid thì các cháu nó đi làm ăn khó khăn, cũng chưa có điều kiện để mà làm được cái lối thoát hiểm. Khi mà có sự cố cháy nổ xảy ra ấy, thì rất là khó tiếp cận. Thứ nhất là do cái thiết kế từ ban đầu thì những cái lối vào như vậy thì là để cho thoát nạn, để cho triển khai lực lượng phương tiện chữa cháy. Tuy nhiên thì họ chèn bịt lại chẳng hạn, thế thì lại không có cái đường hướng để tiếp cận vào, đưa lực lượng phương tiện tiếp cận vào. Đấy, và trong một vài tình huống khi mà có người bị mắc kẹt chẳng hạn, đấy, thì sẽ khó cho cái việc mà di chuyển nạn nhân. Hiện nay, đa phần các khu tập thể cũ trên địa bàn tỉnh, nhất là địa bàn thành phố Hòa Bình, đều được xây dựng sử dụng từ lâu nên đã xuống cấp rất nhiều. Nhà cũ lại thêm phần cơi nới chuồng cọp nên không đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ. Các biện pháp an toàn phòng chống cháy nổ tại đây chỉ dừng lại ở mức tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao ý thức của người dân phòng ngừa hỏa hoạn. Đợt công an phòng cháy chữa cháy vào cũng đã tuyên truyền rồi, cũng đã họp tuyên truyền, thì cũng yêu cầu các gia đình là mỗi gia đình là coi như là các có chuồng cọp thì gia đình mở một cái cửa ra và có cái mở then chốt ra đấy để mở. Thế nhưng mà đến bây giờ thì các hộ gia đình thì cũng vẫn chưa làm được. Đang tới thì các gia đình thì cố gắng để mà mở cái cửa thoát hiểm ra, các gia đình ta nên mở cái cửa thoát hiểm đấy để mà khi có sự cố xảy ra để mà còn biết đường mà chạy. Từ ngày 15 tháng 12 năm 2021 đến ngày 4 tháng 5 năm 2022, toàn tỉnh xảy ra 10 vụ cháy, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do sự cố về hệ thống thiết bị điện, do sử dụng lửa sưởi ấm, sự cố kỹ thuật của ô tô. Qua rà soát, hiện tại toàn tỉnh có một số nhà tập thể cũ như khu chuyên gia phường Hữu Nghị, khu tập thể lắp máy 10 phường Tân Thịnh, khu tập thể công an tỉnh. Phần lớn các chung cư này đều xuống cấp, hư hỏng nặng sau nhiều năm đưa vào khai thác sử dụng. Do sự gia tăng dân số cùng với những hạn chế trong công tác quản lý dẫn đến quy hoạch kiến trúc và chất lượng công trình nhà ở, các khu tập thể cũ đã bị biến dạng và xuống cấp nghiêm trọng. Người dân sinh sống tự ý cơi nới, lấn chiếm, làm gia tăng nguy cơ cháy lan, gây cháy lớn. Do những cái diện tích sử dụng họ ít, thế nên là nhiều những hộ dân thì họ cũng cơi nới ra để tăng thêm cái diện tích sử dụng. Thế là vô hình chung thì cũng tăng cái diện tích sử dụng là một cái được của người ta, nhưng mà lại chèn bịt những cái đường lối thoát nạn, như là làm những cái chuồng cọp đấy để phơi quần áo hay là để trưng bày cây cảnh hoặc tăng cái diện tích sử dụng. Cái đây là rất là không nên, như khi có cháy xảy ra thì sẽ không có cái lối thoát nạn. Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thì cũng đang tham mưu cho Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, rồi là cũng vận động, rồi là cùng với cả các cấp chính quyền địa phương đang vận động người dân phát động cái phong trào là phá rỡ những cái chuồng cọp để tạo được cái lối thoát nạn thứ hai. Để tránh những tai nạn sự cố cháy nổ đáng tiếc xảy ra, cấp ủy chính quyền, ngành chức năng, đoàn thể các cấp ở cơ sở
cần quan tâm làm tốt hơn nữa vai trò chức năng của mình để có các giải pháp phòng cháy chữa cháy hiệu quả. Biện pháp tối ưu hiện nay vẫn là ý thức chủ động của người dân, cùng với đó là phát huy tinh thần tự phòng ngừa cháy nổ của đoàn thể ở khu dân cư, tổ dân phố. Về lâu về dài, phải đẩy nhanh quá trình tái thiết nhà tập thể cũ. Thưa quý vị và các bạn, huyện Kim Bôi có địa hình phức tạp. Nhiều địa phương thường xuyên xảy ra lũ quét, sạt lở đất trong mùa mưa bão, gây thiệt hại về người, tài sản và các công trình hạ tầng. Bước vào mùa mưa bão năm nay, huyện Kim Bôi đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai các phương án phòng chống thiên tai nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Phản ánh của phóng viên thời sự. Tháng 9 năm 2021, do ảnh hưởng của đợt mưa kéo dài tại km 26 700 đến km 26 810 thuộc địa phận xã Kim Lập, huyện Kim Bôi đã bị sạt lở ta luy âm, gây nguy cơ mất an toàn giao thông. Tháng 11 năm 2021, đoạn đường đã được xử lý bước 1 với 40 mét kè dọ thép, đá hộc do đoạn quản lý đường bộ 2 Hòa Bình tổ chức thi công. Bước vào mùa mưa bão năm nay, chính quyền địa phương đã thường xuyên kiểm tra, ra soát các điểm nguy cơ mất an toàn giao thông, tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân, cảnh giác với các loại hình thiên tai. Trước tình hình của mưa bão năm 2022 thì là Ủy ban xã đã kiện toàn cái ban chỉ huy phòng chống lũ bão giảm nhẹ thiên tai năm 2022 và đã có lên cái phương án kế hoạch để giải quyết kịp thời khi cái lũ bão và các cái đoạn sạt lở nó xảy ra. Xã đã chỉ đạo bên ban văn hóa và các xóm là tuyên truyền đến tất cả bà con nhân dân, nhất là cái khu vực sung yếu mà thường hay xảy ra sạt lở thì có cái để có biện pháp là cái thứ nhất là ngăn chặn, tuyên truyền bà con nhân dân là khi có mưa bão thì không đi qua lại những cái đoạn mà dễ xảy ra là cái sạt lở, nguy cơ sạt lở là cao. Năm 2021, do ảnh hưởng của thiên tai, 3 công trình trên địa bàn huyện đã bị hư hỏng. Đến nay, 2 công trình đã xây dựng hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng. Còn lại 1 công trình đang thực hiện các thủ tục đầu tư. Năm 2022, qua rà soát đến ngày 1 tháng 4, huyện Kim Bôi có 220 hộ ở 9 xã phải di rời do nằm trong vùng lũ ống lũ quét, khu vực ngập lụt, vùng sạt lở, đá lăn. Toàn huyện đang quản lý 62 công trình hồ chứa, trong đó có 46 hồ đang hoạt động, 9 hồ bị xuống cấp, bị bồi lắng và đề nghị nâng cấp sửa chữa. Để chủ động phòng chống thiên tai gây ra, ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các địa phương chủ động thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ, đồng thời tuyên truyền phổ biến kiến thức kỹ năng phòng ngừa, ứng phó và thích nghi với thiên tai ở các khu vực sung yếu, vùng thường xuyên nguy cơ cao ảnh hưởng thiên tai, tăng cường công tác quản lý, đầu tư duy tu, phối hợp với các đơn vị liên quan để nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng xây dựng các dự án công trình trọng điểm về phòng chống lũ quét, ngập lụt, sạt lở, công trình thủy lợi, giao thông để bảo vệ dân cư, ổn định sản xuất kinh doanh. Cái nhiệm vụ chính là đối với đoạn là thực hiện là trước hết là quấy quan điểm chỉ đạo là xác định rõ các điểm mà tiềm ẩn nguy cơ và có khả năng sẽ xảy ra là sạt lở làm ách tắc ảnh hưởng đến cái an toàn giao thông. Thì trên cơ sở đó thì đoạn xây dựng những cái kế hoạch rất là cụ thể, chi tiết cho từng vị trí để làm sao những cái vị trí mà khi có thể xảy ra thì có những cái phương án xử lý tốt nhất là kịp thời và trong cái thời nếu cụ thể xảy ra thì là phải với phương án xử lý là theo phương án 4 tại chỗ và phát huy cao nhất làm sao là khắc phục cái tình trạng sạt lở mất an toàn giao thông được trong một thời gian nhanh nhất. Xác định công tác phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn giao thông là một trong những nhiệm vụ quan trọng gắn với phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Huyện Kim Bôi tiếp tục thực hiện theo phương châm chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả. Trong đó lấy công tác phòng là chính, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các tuyến đê, kè, hồ đập chứa nước và bảo vệ tính mạng tài sản của nhà nước và nhân dân. Chú trọng tuyên truyền luật phòng chống thiên tai, kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn nhằm cảnh báo nâng cao hơn nữa ý thức tự phòng tránh thiên tai trong cộng đồng dân cư, nhất là những khu vực trọng điểm, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá, ngập lụt. Chuyển sang các tin tức quốc tế. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào thứ Ba theo giờ địa phương, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi phương Tây ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine. Theo Điện Kremlin, ông Putin cũng kêu gọi phương Tây gây áp lực lên Ukraine để ngăn chặn các hành động tàn bạo đang diễn ra. Nhà lãnh đạo Nga nói với người đồng cấp Pháp rằng Moscow vẫn sẵn sàng đối thoại.
Cũng theo Điện Kremlin, về phần mình, ông Macron, một trong số ít các nhà lãnh đạo phương Tây nói chuyện với ông Putin kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2, đã giải thích rằng an ninh lương thực toàn cầu đang bị đe dọa do cuộc chiến ở Ukraine. Ông cũng kêu gọi nhà lãnh đạo Nga cho phép tiếp tục hoạt động sơ tán khỏi nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol. Trong một diễn biến khác, Tổng thống Putin vừa ký sắc lệnh hành pháp áp đặt các biện pháp kinh tế trả đũa để đáp trả các hành động không thân thiện của một số quốc gia nước ngoài và tổ chức quốc tế. Lệnh được ký hôm thứ Ba bao gồm lệnh cấm xuất khẩu các sản phẩm và nguyên liệu thô cho các cá nhân và công ty bị nhắm mục tiêu. Hy Lạp và Italia đều đang đưa ra kế hoạch giảm sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Hôm thứ Ba, Hy Lạp đã chính thức khởi công xây dựng một kho khí đốt tự nhiên hóa lỏng mới để cải thiện nguồn cung cấp khí đốt cho Đông Nam Âu và giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp khí đốt của Nga. Các nhà lãnh đạo châu Âu đã tham dự buổi lễ tại công trường ở thành phố cảng Alexandroupolis, đông bắc nước này. Kho khí đốt tự nhiên hóa lỏng mới này sẽ lưu trữ 153.500 mét khối khí đốt tự nhiên hóa lỏng và biến 5,5 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên hóa lỏng trở lại thành khí mỗi năm. Trong khi đó, Italy đã đặt mục tiêu trở nên độc lập hoàn toàn với khí đốt của Nga vào năm 2024. Trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Ba, Bộ trưởng Nội các Italy Roberto Cingolani nói rằng điều đó là cần thiết và bày tỏ sự quan tâm đến việc đa dạng hóa nhập khẩu khí đốt từ Algeria, Angola, Congo và Qatar. Các biện pháp mới này đã được đưa ra trong bối cảnh EU tìm cách giảm sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga sau chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga vào Ukraine. Sáng ngày 4 tháng 5, Triều Tiên đã bắn một tên lửa đạn đạo. Vụ phóng mới nhất này đánh dấu vụ thử tên lửa thứ 14 của Bình Nhưỡng trong năm nay. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc thông báo rằng Triều Tiên đã bắn một tên lửa đạn đạo về phía Biển Đông từ khu vực Sunnan của thành phố Bình Nhưỡng. Đó cũng chính là nơi mà vào ngày 24 tháng 3, Triều Tiên đã tiến hành cuộc thử nghiệm ICBM đầy đủ đầu tiên kể từ năm 2017. Quân đội Hàn Quốc cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ tình hình để sẵn sàng cho bất kỳ vụ phóng bổ sung nào, nhưng họ vẫn chưa đưa ra thêm thông tin về các chi tiết cụ thể, bao gồm loại tên lửa hoặc cách nó bay xa và nhanh như thế nào. Vụ phóng này diễn ra hơn 2 tuần sau khi Triều Tiên phóng vũ khí dẫn đường chiến thuật mới vào ngày 16 tháng 4. Đây cũng là vụ phóng tên lửa đạn đạo đầu tiên của Triều Tiên kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un cảnh báo trong bài phát biểu trong cuộc duyệt binh tuần trước rằng nước này có thể sử dụng vũ khí hạt nhân phủ đầu nếu bị đe dọa. Người dân trên khắp đất nước Nhật Bản hôm thứ Ba đã xuống đường biểu tình phản đối kế hoạch sửa đổi hiến pháp chủ hòa của chính phủ. Các cuộc biểu tình diễn ra vào ngày tưởng niệm hiến pháp của Nhật Bản. Một cuộc biểu tình ở Tokyo có sự tham gia của 15.000 người và các cuộc biểu tình khác cũng được tổ chức ở Osaka, Hokkaido và tỉnh Hyogo. Những người tham gia nói rằng do các cuộc chiến tranh trước đây của Nhật Bản, đất nước này không nên có quân đội. Họ cũng lên tiếng phản đối kế hoạch của chính phủ nhằm tăng chi tiêu quân sự lên khoảng 38,4 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, một cuộc khảo sát gần đây với 3.000 người của công ty địa phương Nhật Bản Yomiuri Shimbun cho thấy cứ 10 người được hỏi thì có 6 người ủng hộ việc sửa đổi hiến pháp. Các tù nhân trong các nhà tù quá đông đúc ở Bolivia có thể được giảm án bằng cách đọc sách. Sáng kiến lần đầu tiên được thực hiện ở Brazil này nhằm mục đích mở rộng khả năng đọc viết. Những tù nhân tham gia chương trình Book B23 có cơ hội được thả ra khỏi tù sớm hơn vài ngày hoặc thậm chí vài tuần. Động thái này được áp dụng khi đất nước Bolivia đang phải vật lộn với hệ thống tư pháp chậm chạp, khiến nhiều người bị giam giữ trong khi chờ xét xử. Cho đến nay, chương trình đã được triển khai tại 47 nhà tù, nơi không có nguồn tài chính cho giáo dục hoặc trợ cấp xã hội. Theo báo cáo, 865 tù nhân hiện đang cải thiện kỹ năng đọc và viết của họ, đồng thời tiến gần hơn đến tự do. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể theo dõi trực tuyến chương trình trên smartphone hoặc xem lại qua địa chỉ website hoabinhtv.vn và trên kênh YouTube HBTV. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.